Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tăng cường phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là rất cần thiết. Vì thế chiều nay Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tất cả các cơ sở bán lẻ thuốc phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế nếu họ mua thuốc điều trị các triệu chứng liên quan đến bệnh đường hô hấp hoặc là sốt, ho, đau họng hoặc khó thở. Cụ thể Sở Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế khi mua các thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở tại địa chỉ tờ tế vn hoặc các ứng dụng Encovy, Vietnam Health, Declaration trên điện thoại. Đồng thời các cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo với các cơ quan chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19 để tiến hành theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Sở y tế nhấn mạnh, nếu các cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện đầy đủ và để lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.